Tổng công ty Cửu Long vừa có báo cáo tình hình thực hiện lập đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo đó, cần khoảng 10.000 tỷ đồng để mở rộng 24 km tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lên 8 làn xe. Điểm đầu phạm vi mở rộng tại vị trí sau cầu Ba Giạc thuộc phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối tại km 24+558, vị trí giao dự kiến với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Chiều dài đoạn mở rộng là 24 km. Đoạn từ nút giao với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đến Dầu Dây giữ nguyên 4 làn xe chưa mở rộng. Theo phương án mở rộng này, diện tích giải phóng mặt bằng sẽ từ nút giao vành đai 2 đến hết cầu Long Thành. Mỗi bên đường được mở rộng thêm 3,5 m. Đoạn cao tốc từ Long Thành đến Dầu Dây giữ nguyên hiện trạng. Đặc biệt trên tuyến có cầu lớn là cầu Long Thành sẽ xây dựng một đơn nguyên hoàn chỉnh như giai đoạn 1, khoảng cách giữa hai đơn nguyên cầu khoảng 12,75 m. Tổng công ty Cửu Long kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao đơn vị này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời giao vụ kế hoạch đầu tư bố trí nguồn vốn cho công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Về nguồn vốn đầu tư, Tổng công ty Cửu Long đưa ra nhiều phương án, trong đó có đầu tư PPP. Tuy nhiên, doanh nghiệp này kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phương án đầu tư công từ nguồn vốn ODA của nhà tài trợ JICA Nhật Bản. Cách đây 5 năm, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với chiều dài 55 km được đưa vào vận hành toàn tuyến. Theo công suất thiết kế ban đầu, 4 làn xe của cao tốc đáp ứng cho 44.000 lượt xe mỗi ngày. Thế nhưng những năm gần đây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên ùn tắc, quá tải vì mật độ xe cộ lưu thông ngày càng tăng, vượt công suất thiết kế ban đầu. Đến năm 2020, tại nhiều thời điểm, lượng phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc đạt hơn 52.000 xe mỗi ngày. Hiện tượng ùn tắc, kẹt xe thường xuyên diễn ra. Với vai trò là tuyến đường kết nối chính phục vụ công tác xây dựng sân bay Long Thành trong tương lai, áp lực giao thông lên tuyến cao tốc huyết mạch sẽ ngày càng lớn. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào năm 2021. Theo quy hoạch, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là một trong hai tuyến đường chính cần được đầu tư để đảm bảo kết nối với sân bay. Với công suất dự kiến của sân bay là 100 triệu hành khách mỗi năm, tuyến cao tốc sẽ không thể đáp ứng nhu cầu nếu không được mở rộng.